Con xin phép được hỏi là Phật giáo có phải là nhánh của triết học không ạ? Hiện con đang theo học chuyên ngành nhân học. Con thấy đa số mọi người đều xem đạo Phật là một tôn giáo. Họ xem và hiểu đạo Phật như những tôn giáo khác. Về cái vấn đề này á, là mình phải bàn cho kỹ nha. Tại vì như vậy, ở trong cái định nghĩa của định nghĩa về triết học á, thì họ định nghĩa như thế này. Họ định nghĩa là các cái triết gia là những người đi tìm lời giải cho những cái hiện tượng xã hội. Đó. Thì họ là những người đi tìm lời giải, thì nó rất là khác so với đạo Phật. Nếu như mà mình lôi vô thì sư phải nói nó hơi miễn cưỡng khi mà nói đạo Phật là triết học. Tại vì á, như sư nói các triết gia là những người đi tìm lời giải và định nghĩa những cái hiện tượng đó. Ví dụ như cái hiện tượng một người mà yêu thương người khác, hoặc là cái hiện tượng là thế nào là ngoại tình, hoặc là cái hiện tượng chung thủy, thì họ sẽ có những cách giải thích những cái hiện tượng về rất là nhiều mặt ở trong xã hội. Nhưng mà Đức Phật là người đã có lời giải. Đây là hai cái gọi là một cách biệt nhau, một trời một vực. Thì đương nhiên với những ai mà vô thần không tin Phật thì thôi, nhưng mà theo như trong kinh tạng thì Đức Phật là người đã tìm ra được lời giải, đã có lời giải và hướng dẫn mọi người. Còn các vị triết gia là những người định nghĩa và cố gắng tìm một cái lời giải cho một cái hiện tượng xã hội nào đó. Hơn nữa đó, đạo Phật thì không phải là nằm ở chỗ lý luận, mà đạo Phật là sự thực hành. Đây lại là một điểm rất khác so với phần lớn, hoặc là có thể nói là hầu hết các triết gia. Tại vì các triết gia thì đa phần là họ suy tư thôi, chứ không phải là đi đến cái sự là tự mình thực hành để đoạn tận những cái vấn đề của mình. Những vấn đề của mình đó là gì? Đó là tham này, là sân này, là si. Tức là mình bắt tay vào để mình giải quyết vấn đề, chứ nó không còn đơn thuần là nằm ở chỗ lý luận nữa. Chính bởi vì như vậy đó, nếu như mà mình nói đạo Phật á, là một nhánh của triết học thì nó hơi kỳ, tôi nói thiệt nó hơi kỳ. Và cái cách chia này là cách chia của phương Tây. Quý vị nhớ giùm như vậy. Còn nếu như nói đạo Phật là tôn giáo thì nó cũng khó lắm, cũng không có đúng nữa. Tại vì nếu như mà chúng ta nói về tôn giáo á, thì chúng ta phải nói là nó có mang tính chất là thờ cúng. Nhưng mà đạo Phật thì lại không có chủ trương thờ cúng. Chính bởi vì như vậy, nếu mà mình nói đạo Phật là một tôn giáo thì cũng là một sự miễn cưỡng. Như vậy đạo Phật là gì? Đạo Phật là một nhóm những người tin theo lời dạy của một người đã tìm ra lời giải của tất cả các vấn đề ở thế gian này, và sự thực hành để giải quyết tất cả các vấn đề ở chính mình. Và từ cái chuyện giải quyết vấn đề của chính mình, nó đi đến là giải quyết vấn đề của thế gian này. Và đây là một cái sự khác biệt giữa đạo Phật và tôn giáo, cũng như là đạo Phật và triết học. Thì đây là quan điểm cá nhân của sư. Không biết là về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có quan điểm như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Để Đại Đức hiện tại đã định nghĩa rất là rõ cho quý vị hiểu, có nghĩa là khi mà mình nói, mình xác định một cái lĩnh vực gì hay là một thuật ngữ gì thì mình phải truy tận cùng cái định nghĩa đó là cái gì, khái niệm đó là cái gì. Để chi? Để khi mà mình hiểu rõ đó, cái định nghĩa và khái niệm đó, thì mình mới
phân tích, mình mới phân biệt được cái đó đúng hay là sai, nó có giống nhau không hay là khác nhau không. Thì riêng cái phần mà định nghĩa về cái triết học đó, và cái tôn giáo thì sư hoàn toàn đồng ý với Đức Hành Tuệ. Riêng sư đó, quan điểm sư thì chỉ có quan điểm như vậy, là thực sự đó, những cái mà gọi là những cái mà chúng ta bây giờ đó, mà chúng ta gọi là Phật Phật giáo là tôn giáo hay là triết học là cái hay là cái gì đó, quý vị phải hiểu nó chỉ là một cái từ tục đế thôi mà thế gian họ định đặt như vậy. Vậy bây giờ chúng ta thì đặt câu hỏi nè, ủa vậy gì những cái chuyện mà giống như sư vừa nói nè, nó có xảy ra trong thời Đức Phật không? Xin thưa là có, thưa quý vị. Trước khi Phật tại thế, thưa quý vị, giống như cái từ A-ra-hán nghĩa là A-hán, là các Bà La Môn giáo hay bây giờ mình gọi là Hindu giáo, Ấn Độ giáo đó, họ đã có thuật ngữ rồi, quý vị. Họ đã có thuật ngữ A-la-hán rồi, quý vị hiểu không? Rồi họ tự cho họ là cái Bà La Môn. Nhưng mà khi mà thậm chí là có cái từ Câm Má thì nghĩa là từ nghiệp luôn, có nghiệp luôn. Nhưng mà khi mà Thái tử Đất Đạt Đa thành đạo, thành Phật, thì Ngài mới một lần nữa định nghĩa lại cho những cái người đó biết đó, thế nào một A-la-hán. Thí dụ đối với các Bà La Môn thì họ cho A-la-hán, đối với họ, có thể là đối với họ nha, là một cái người mà đó, tu hành khổ hạnh đó, ăn uống kham khổ, không tu, đôi khi mà những cái trời mùa đông đó, giá rét, nhiệt độ xuống âm độ, và họ chăm mình dưới sông Hằng, rồi họ lấy cho cháu họ chết là người mình, rồi thậm chí cho cao thượng hơn luôn, họ tu đạt được những cái cảnh giới thiền định, lên thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì đối với họ như vậy là A-la-hán. Nhưng mà không, nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài định nghĩa lại A-la-hán phải đoạn tận phiền não, vô tham, vô sân, vô si, thì đó mới là một A-la-hán đúng nghĩa. Hay thậm chí quý vị có, nếu quý vị là Phật tử, quý vị có nghiên cứu về cho Pháp Cú đó, có một cái phẩm gọi là phẩm Bà-la-môn đó, thì chính trong phẩm đó có nhiều người không hiểu, ủa tại sao đây Đức Phật phẩm Bà-la-môn, Đức Phật mới nói là toàn nhắc Bà-la-môn. Xin thưa, cái đó là Đức Phật cũng một lần đã định nghĩa lại một Bà-la-môn đúng nghĩa chính hiệu là như thế nào, là phải sống, là trên tinh thần mà là phải hiểu về khổ và thực hành để diệt khổ, thì đó mới, và sống đời sống phạm hạnh vượt qua khỏi sinh tử luân hồi, thì đó mới gọi là Bà-la-môn đúng nghĩa. Còn Bà-la-môn mà cứ cúng kiến rồi giết các con vật, phải không, tế thần này nọ, làm đau khổ cho chính mình, đau khổ cho những chúng sanh khác đó, thì cái đó không phải là Bà-la-môn. Bởi vậy qua cái vấn đề này nè, cho nên đó, là khi á, mình thí dụ mình là người Phật tử nha, xin nhấn mạnh mình là người Phật tử, và mình là, đặc biệt là mình là người có thực sự hiểu về đạo Phật, hiểu về cái những lời dạy Đức Phật á, trong Tam Tạng Kinh Điển Pali á, mình đã đọc qua mình hiểu á, thì thí dụ có một người nào đó hỏi là Phật giáo có đúng là gọi là triết học hay là gọi là tôn giáo không, thì mình có thể mình nói là cái đó gọi là được, có nghĩa là bây giờ tại vì cái ngôn ngữ tục đế mà đôi khi họ định đặt như vậy để cho người thế gian họ dễ hiểu, quý vị hiểu không, người dễ hiểu họ cái phần nào họ hiểu được cái Phật giáo là như thế nào, đúng không? Còn khi mà nếu thật sự mà hiểu bạn mình đã hiểu rồi thì mình nói là nếu mà đúng xét trong tinh thần Kinh Tam Tạng Kinh Điển Pali thì những cái triết học này giống như Đức Hành Tuệ nói, triết học hay là tôn giáo này thì so sánh với lời Phật dạy thì nó không đúng, nó không có xác lắm. Cho nên mình phải hiểu rõ hai phương diện đó, để thứ nhất là sao, để khi mà ai nói thì mình nói là kêu gọi thì được, tại vì đó là cái ngôn ngữ chế định để cho người ta tạm hiểu, đúng không, thực sự. Còn để hiểu thì phải học để mới hiểu được lời Phật dạy như thế nào, tại vì nó có ý nghĩa cao thượng, ý nghĩa sâu xa hơn, sâu sắc hơn, chứ nó không đơn thuần nằm ở khái niệm gọi là triết học hoặc là tôn giáo. Cũng xin kết thúc câu hỏi đây, mong quý vị sẽ qua cái phần trả lời của Đức Hành Tuệ và sư Đức sẽ hiểu Phật, nghe là các vị sẽ hiểu phần nào hơn về cái những người ta gọi là Phật giáo hay là tôn giáo, có đúng là tôn giáo không, hoặc là nhánh phải nhanh một là nhánh triết học không. Để xin kết thúc cái câu trả lời. Dạ vâng, xin cảm ơn Đức Hành Tuệ, Đức Tuệ Tường. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.